Và đây là cái nội thất bên trong của cái loa, cặp loa TV ha, Sony. Các bạn thấy là hai cái củ loa thấy khủng chưa? Chà bá luôn, chà bá lửa luôn, được không? Rất là nặng, rất là nặng. Loa zin luôn nha, chưa có qua sửa chữa, chưa có qua đụng chạm gì hết. Thấy không? Đó. Sony, Sony. À, cái cây loa thế này là 115W, 115W. Trép nhỏ xíu rồi, mà tôi cũng có hai cái từ nữa, trép nhỏ mà có hai cái từ luôn. Và cái cũ, cái từ của nó khủng chưa, rất là nặng, nó rất là nặng luôn, nguyên zin luôn nha, 100%, nguyên zin 100%. Âm thanh rất là hay, khi mà test âm thanh rất là hay. Đó. Này gắn vào những cái dàn mini, mini hoặc là dàn trung, âm ly cũng được nữa, âm ly cũng được nữa. Nhưng mà nếu mà để cho hay âm ly á, thì nếu mà có phân tần, gắn phân tần vào nữa thì càng hay nữa, càng hay nữa. Phân tần cái dạng mà hai quay, hai đường tiếng. Hai bát một chép. Nếu mà mình gắn vào âm ly thì nếu mà mình có cái cục phân tần đó, gắn vào phân tần vào là ok luôn, ngon lành luôn.